Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các. Hello mọi người. Ngày hôm nay Cường sẽ làm một cái clip quay chi tiết và review cái bộ micro sensor SKM5200 hai la mã để mình gửi cho anh khách ở Đồng Nai nhé mọi người, ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì trước khi gửi hàng mình sẽ quay chi tiết một lần nữa tình trạng trước khi giao cho khách, và mình sẽ test thực tế hai cái micro trước khi giao khách nha mọi người. Đây là SKM5200 hai la mã, thì mọi người thấy đẹp long lanh, phải gọi là đẹp xuất sắc luôn. Đó, đây là cái tai mic đầu tiên. Bây giờ mình tháo khe pin, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người những ai mà chưa dùng SKM5000 và 5200 á, thì để chúng ta tháo khe pin, ở dưới cái đuôi mic này có một cái nấc này, chúng ta gạt nó qua hết bên phải, gạt hết qua bên phải như thế này. Sau đó chúng ta kéo khay pin này xuống quý anh chị nhé. Đây, kéo ngay cái nấc này, kéo xuống. Sau đó chúng ta nhấc nhẹ lên. Đó, đây. Thì cái bộ này thật sự là mình quá hài lòng quý anh chị nhé. Rất là đẹp luôn ạ, rất đẹp. Đây, còn để chúng ta tháo khay pin và gắn pin, mình ví dụ cho quý anh chị thấy luôn. Chúng ta cầm cái khay pin giống như mình thôi ha, gạt nhẹ ra, thấy không ạ? Còn gắn pin thì cái đầu âm nó sẽ dưới và đầu dương sẽ trên nhé. Đó, trừ dưới cộng trên. Đó, gắn pin gắn như thế này anh chị nha. Đó, gạt qua. Ok. Khi mà chúng ta tháo cứ thế thôi là xong anh chị ha. Và lưu ý là những cái micro xịn, những micro cao cấp chúng ta phải xài pin sạc. Thứ nhất là để cho nó đủ dòng, và thứ hai là để cho cái thời lượng chúng ta sử dụng được lâu hơn anh chị nha. Chứ còn cái pin mà pin mua ngoài chợ chúng ta bỏ vào xài chút xíu là hết ngay. Chắc cú là sẽ hết ngay. Đó, đây là một tay đầu tiên, và bây giờ tay thứ hai là tay này quý anh chị nhé. Review phải chi tiết, bán buôn rõ ràng quý anh chị nhé. Đây, tất cả thì đầu ME5005 quý anh chị ha. Đó, rất đẹp nhé. Tay, cặp tay thì không tùy vết luôn, tuy nhiên rét thì phải có trầy nhẹ. Đó, chúng ta tháo cái gạt như thế thôi, gạt nó xuống và gỡ nhẹ nhàng lên nhé, gỡ nhẹ nhàng lên quý anh chị nhé. Đẹp lắm luôn quý anh chị, cái bộ này thì quá tâm đắc luôn, không có điểm nào để chê. Đó, giá thành bán ra thì bộ này bán 50 mấy triệu thì giá quá hợp lý quý anh chị nhé. Đó, chúng ta mua hàng cũng đừng nên đặt nặng vấn đề giá nhiều quá, chúng ta hãy quan tâm tới chất lượng hàng quý anh chị nhé. Chất lượng hàng, một chiếc xe mà chúng ta chạy 100.000 km khi bán lại thì giá khác, và chúng ta chạy 100 km hay là 10.000 km bán lại thì giá nó lại khác ha. Đó là hai tay mic, và bây giờ là cái rec server. Đây, rec server đây quý chị nha, quay cho quý chị xem này, cho anh khách xem luôn. Đó, rec server, rec server EM3532 quý chị nha. Đó, 3532. Đây, mặt trên có trầy nhẹ nhưng mà thế này là đẹp lắm rồi, thế này là xuất sắc rồi quý chị nha. Đó, cái này là xuất sắc lắm rồi quý anh chị nha. Rồi, bây giờ thì không có vòng vo nữa, Cường sẽ test hai tay micro này quý anh chị ha. Test hai tay và cho quý anh chị chúng ta nghe qua chất âm của nó luôn ạ. Rồi, và trước khi test chất âm thì Cường sẽ chia sẻ sơ cái cách để chúng ta chỉnh sửa cái bộ micro này bên trong, các chi tiết bên trong của nó quý anh chị nha. Để bật nguồn thì dưới này có một cái nút nhỏ dưới này, chúng ta nhấn vào quý anh chị nhé, nhấn vào là lên ngay. Đấy, thì đây thì tay mic nó sẽ hiển thị cái tần số sóng đó quý anh chị. Chúng ta muốn chỉnh các chức năng, ở đây mình quay này chắc quý anh chị thấy không rõ đâu nhé, chúng ta chịu khó. Chúng ta nhấn cái nút này vào một cái, bắt đầu chúng ta xoay. À, đầu tiên thì sẽ có tune. Tune là cái phần chỉnh sóng quý anh chị nhé. Nếu mà chúng ta muốn tune thì chúng ta nhấn vào một cái nữa. Đây, đó, thì chúng ta có thể chỉnh tần số này, hoặc là chọn channel đã channel gì đó, tùy ha. Đấy, khi xong chúng ta cứ nhấn một cái cho nó store lại. Đây, chúng ta cứ gạt xuống cái phần mà gen tay mic, chúng ta vào cái thấy sự chữ A10 nhé, A10 nhấn vào. Hiện tại bây giờ đang trừ 20 dB quý anh chị nhé, hiện tại bây giờ đang trừ 20 dB này. Đấy, rồi nhấn vào một cái là store. Nếu mà chúng ta muốn tăng giảm thì chúng ta cứ chỉnh như thế. Low cut này là chúng ta để flat đi, hoặc là như thế nào là tùy quý anh chị nhá. Đó, flat này. Đó, reset này, lock này, power,
rồi acid. Đấy, như thế thôi, mình chia sẻ sơ như thế thôi quý anh chị nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành xin sóng cho cái tai micro này và mình sẽ test chất âm của nó nhé quý anh chị. Rồi hello mọi người, và bây giờ thì mọi người thấy Cường đã bật nguồn hai tai mic lên rồi mọi người nhé. Đó, cả hai vế Cường đang đặt cái mic dưới bàn nhưng mà cả hai vế đều có tín hiệu thu cái tiếng mình đang nói vào rồi quý anh chị nha. À, rồi bây giờ thì Cường sẽ tiến hành test từng cây quý anh chị nhé. Cường sẽ tiến hành để máy quay ra xa và Cường test từng cây cho quý anh chị chúng ta nghe qua chất âm của bộ này, cũng như là test hai cây để cho khách xem thực tế nha quý anh chị. Hello mọi người, và bây giờ thì mọi người đang nghe Cường đang nói ở trên cái micro sensor SKM5225 mã mọi người nhé. Thì cây này mình đang add nó vào cái channel số 1 của receiver, cái vế đầu tiên quý anh chị nhé. Và tai micro có đuôi màu vàng. Ok, và sau đây thì như thường lệ Cường sẽ test thử một đoạn vocal cái mic đầu tiên quý anh chị nhé. Mình sẽ test cả hai cây. Như thường lệ Cường sẽ test cái bài ca Tết cho em. Rồi, chờ xíu để Cường lên nhạc mọi người nhé. Mọi người thông cảm đợi Cường một chút xíu thôi là sẽ ok. Rồi, bây giờ Cường sẽ tiến hành lên nhạc này. Đó, bài ca Tết cho em. Hát bài nào hát bài cho đỡ bản quyền. Và Cường chỉ dùng mỗi cái reverb thôi nha. Lê 67 567 Lê track 1 2 Tết này anh không thèm kéo mướt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, xin ế hay nhạc hồi Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tố thêm vào lòng người chán chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chứa cả vườn xuân. Ok, đó, Cường chỉ dùng mỗi cái reverb. Đó là tay micro đầu tiên. Và bây giờ Cường sẽ tắt cái tay micro này đi. Tay có đôi màu vàng. Và bây giờ Cường sẽ test tay số 2 quý anh chị nha. Rồi, và bây giờ thì Cường đã chuyển qua cái tay số 2 nhé quý anh chị. Đây là cái tay micro số 2 quý anh chị nha. Rồi, tay mic này sẽ có cái đuôi màu xanh quý anh chị nha, để chúng ta phân biệt cho nó dễ ha quý anh chị. Rồi bây giờ thì Cường sẽ test lại cái đoạn bài hát đó quý anh chị nha. Test lại bài vừa rồi luôn nha. Và để reverb như vậy luôn. Rồi, Cường lên nhạc này. Rồi, lên reverb. Tết này anh không thèm kéo mướt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, xin ế hay nhạc hồi Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mong đời tố thêm vào lòng người chán chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Ok, Cường hát khúc vậy thôi quý chị, bị khan cái cổ quý chị ha. Hôm nay đang bị khan cái cổ mấy ngày nay luôn, mấy ngày liên tục luôn quý chị nhá. Hát bài đầu một đoạn đầu, đoạn thứ hai nó tự nhiên nó khan cái tiếng luôn quý chị ạ.
Rồi thì Cường đã test hai tay micro rồi quý anh chị nhé. Test hai tay micro ok rồi. Bây giờ Cường sẽ tiến hành đóng gói để sáng ngày mai Cường sẽ gửi sớm cho khách quý anh chị nhé. Và bây giờ thì Cường đang còn một bộ. Đó là cái màu Nikken quý anh chị nhé. Cái này kiểu như là nó màu trắng bạc quý anh chị nhé. Màu rất là sang quý anh chị nhé. Và cái bộ này thì SKM5200 quý anh chị nha. Cũng chạy Red Server E3532 luôn. Đầu ME5005 luôn quý anh chị nha. Bộ này thì Cường đang sale với giá 50 triệu tròn. Hai quý anh chị. Rồi bây giờ thì Cường chào quý anh chị ạ.